chào anh chị ạ. Hôm nay thì em ra quay tiến độ tháng 2 của dự án Vinh Park River. Thì em thấy là hiện tại thì cái tiến độ nó cũng giống như những cái video mà em quay cách đây một tháng. Cũng là đang trong cái quá trình mà hoàn thiện mặt ngoài cho dãy shop house ạ. Thì hôm nay mới là tháng riêng thôi, cho nên là cái khu vực đền ông Hoàng Mười bên cạnh dự án rất là tấp nập. Và đối với cái dự án này thì là cái dự án mà em cũng follow từ những ngày đầu và rất là hay quay tiến độ của dự án. Hiện tại thì cư dân về cái dự án chưa phải là nhiều và cũng đang còn là trống rất là nhiều. Tuy nhiên là em thấy là đối với tất cả những khách hàng mà mua Vinpark River thì thực ra là có nhiều lý do để cho họ lựa chọn mua ngay từ đầu. Và những khách hàng mà hiểu được những cái lý do mà mình đã mua thì mọi người cũng rất là yên tâm khi mà sở hữu dự án và để dự án một cách lâu dài. Bởi vì bản thân cái dự án Vinpark River này thì thứ nhất là nó có một cái mức giá so với những cái bất động sản cùng phân khúc, hay là so với những cái dự án ở khu vực gần đây, hay là so với kể cả là bất động sản ở nội thành Vinh, thì đây là một mức cái giá rất là ổn. Cái thứ hai là bản thân Vinpark River cũng là một cái dự án mà được quy hoạch rất là đồng bộ về hạ tầng và có cảnh quan đẹp khi mà ở giữa hai dòng sông là dòng sông Lam và dòng sông Cầu Gãy. Và cái cho nên là nó cái việc là nó thoáng mát, nó thoáng đãng, nó trong lành, cảnh quan đẹp như nào thì mọi người cũng đã nhìn thấy. Và cái thứ hai nữa là cùng với cái vị trí như vậy thì cái xu hướng sống mà mọi người thích là những cái nơi sống thanh bình, những cái nơi sống mà gọi là tránh xa khói bụi, tránh xa ồn ào ấy, thì Vinpark River cũng là một cái sự lựa chọn. Nó rất là, vị trí của nó rất là gần với thành phố và cái mức giá của nó rất là ổn để cho những cái người trẻ hay những người mà cái tầm tài chính vừa phải mọi người có thể tiếp cận. Và ở đây á, với cái dự án này thì mọi người sẽ nhìn thấy là cái đất trống xung quanh của dự án vẫn đang còn nhiều, và cái phần đất đấy đều là những cái phần mà đã có nằm trong quy hoạch thì sau này sẽ làm những cái dự án. Cho nên là bản thân cả một cái khu vực này xung quanh đây là một cái khu vực mà đồng bộ, một cái khu vực đã được quy hoạch và sau này sẽ phát triển hiện đại, chứ không phải là một cái nơi nào quá xa xôi. Hiện tại thì mọi người có thể là mọi người đi đường vòng nó sẽ hơi xa một tí, nhưng mà vẫn là cái key khi mà đường Lê Mau kéo dài thông thì mọi người đi thẳng đường rất là nhanh. Ở đây từ dự án này mình nhìn thẳng sang bên kia, thẳng sang bên kia là mình đã nhìn thấy được tòa TNT rồi, đã nhìn thấy được đó là chỗ chợ Vinh rồi. Cho nên là cái vị trí của nó từ thành phố đi ra đây là gần. Và một cái điều rất là đặc biệt nữa đấy là nếu như những mọi người rất là thích đền ông Hoàng Mười thì đây là một cái dự án mà gần nhất với đền ông Hoàng Mười. Mọi người sẽ được hưởng chọn những cái gì mà mọi người có được khi mà ở gần đền, và cái xu hướng du lịch tâm linh ngày càng phát triển, cũng như là đền ông Hoàng Mười vẫn là một cái điểm du lịch rất là nổi tiếng và ngày càng phát triển của thành phố Vinh, của Nghệ An. Nên là cái việc là mọi người ở đây thì mọi người, nếu mọi người hiểu và mọi người yêu thích tất cả những cái lý do đấy để mọi người mua, thì em nghĩ là mọi người có thể nhìn thấy được cái tương lai của dự án Vinpark và mọi người vẫn có thể yên tâm sở hữu. Thì đó là những cái góc nhìn của em đối với cái dự án Vinpark River này. Và em cũng sẽ liên tục cập nhật cái tiến độ dự án để cho những khách hàng nào đã mua dự án và có thể yên tâm là mình nhìn thấy được cái tài sản của mình hiện tại đang như thế nào. Và em cảm ơn các anh chị ạ. Dạ.